Tổng qua chức năng của lớp session. Nhờ lớp session này mà máy tính của chúng ta có thể mở được nhiều ứng dụng đồng thời. Một máy tính mặc dù chỉ có một cái cạc mạng duy nhất nhưng mà chúng ta có thể mở được nhiều những cái ứng dụng mạng hạn chúng ta vừa có thể chơi game trực tuyến vừa có thể nghe nhạc trực tuyến vừa có thể là download phim và vừa có thể lướt web được đó à, là nhờ cái chức năng của lớp session này nó sẽ chia cái tài nguyên cạc mạng của chúng ta thành nhiều slot thời gian và mỗi slot thời gian là cho một cái ứng dụng mà mạng nó truy cập đường truyền nhờ đó mà tất cả các ứng dụng của chúng ta có thể truy cập mạng một cách bình đẳng với nhau chức năng của lớp presentation lớp presentation sẽ đảm bảo cho cái quá trình truyền thông dữ liệu từ đầu cuối tới đầu cuối có thể đọc và hiểu được cụ thể là nếu mà máy tính của chúng ta tải một cái file về thì thông thường là ở cuối file chúng ta có một cái đuôi để nhận biết đây là cái file gì. Nếu mà file hình ảnh thì cái đuôi file có thể là một trong những cái định dạng sau, chẳng hạn như là PNG hoặc là JPEG. Cái hệ điều hành nó sẽ nhận biết được là nên sử dụng cái phần mềm nào để có thể đọc được cái file này. Còn nếu mà chúng ta tải về những cái file video với định dạng mp4 hoặc là flv thì lúc này là máy tính của chúng ta sẽ biết đây là một cái file video và à, sử dụng cái chương trình gì hợp lý để có thể đọc và biên dịch được cái file này còn nếu mà vô tình chúng ta tải một cái file mà không có bất kỳ một cái đuôi file nào thì chắc chắn là chúng ta không biết đây là file gì và không thể đọc được cái file đó bởi vì chúng ta không biết là nên sử dụng chương trình gì để đọc và hiểu được cái file này à, do vậy là cái lớp presentation nó sẽ đảm bảo là cái định dạng à, giữa thiết bị này khi mà truyền dữ liệu sang thiết bị khác hoàn toàn có thể đọc và hiểu được chúng ta phải chuẩn hóa lại rồi và cái lớp cuối cùng mà chúng ta cần phải khảo sát đó là chính là chức năng của lớp application đối với lớp application thì à, đây là cái lớp mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên nhất đó, chúng ta sẽ tiếp xúc với lớp này thông qua những cái ứng dụng chẳng hạn như là uh, Outlook, Express hoặc là uh, lướt web, Chrome, uh, Firefox và những ứng dụng uh, uh, cho phép chúng ta chat chẳng hạn như là Skype. Chẳng hạn khi mà chúng ta gửi mail bằng chương trình Microsoft Outlook á, thì uh, chúng ta hay sử dụng cái giao thức gọi là SMTP để gửi mail và khi mà chúng ta lấy mail về thì đó là lúc mà chúng ta đang sử dụng cái giao thức gọi là POP3 hoặc là IMAP. Đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có nhu cầu uh, truyền gửi cho một cái đối tượng nào đó một cái file có kích thước khá lớn mà sử dụng cái chương trình gửi mail microsoft outlook sử dụng giao thức smtp để mà gửi á thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian nó tốc độ rất là chậm ở do vậy lúc này chúng ta cần có một cái cơ chế một cái giao thức truyền file hiệu quả hơn tốc độ nhanh hơn và bảo mật hơn ở thì lúc này chúng ta có thể tận dụng những cái chương trình mà hỗ trợ được cái giao thức gọi là ftp chẳng hạn chúng ta có một số chương trình liên quan tới FTP sử dụng phổ biến là chương trình Home FTP Client hoặc là Server còn để phục vụ cho quá trình mà chia sẻ dữ liệu thông tin đọc báo, lướt web thì chúng ta hay sử dụng cái chương trình một cái giao thức gọi là HTTP thì thông qua những cái chương trình lướt web from Firefox hoặc là Internet Explorer thì uh, mặc định là những cái chương trình những cái ứng dụng này nó sẽ sử dụng cái giao thức HTTP còn đối với những cái giao dịch uh, tài chính ngân hàng hoặc là những cái ứng dụng cần độ bảo mật cao chẳng như là đăng nhập vào trang facebook.com hoặc là gmail thì uh, chúng ta có xu hướng là sử dụng cái giao thức là tức là dữ liệu đăng nhập của chúng ta sẽ được mã hóa và gửi nhận giữa máy chủ và máy chạm sau đây là cái sơ đồ minh họa cho cái quá trình gửi nhận mail của một máy tính mà sử dụng à, cái chương trình gọi là Microsoft Outlook. đối với server thì chúng ta có thể sử dụng cái chương trình à, server mail exchange của Microsoft. ở à, thì à, trong quá trình mà chúng ta gửi mail á, sau khi chúng ta soạn thao một cái bức mail và lúc này chúng ta nhấn nút send thì lúc này là chương trình Microsoft Outlook nó sẽ sử dụng cái giao thức gọi là SMTP để gửi mail tới server. và lúc mà chúng ta lấy mail về á, ở thì à, có hai cái option là đối với những cái người dùng di động thì họ có xu hướng là sử dụng uh, giao thức là imap để lấy mail về một cái cơ chế để chúng ta có thể duyệt mail còn đối với những những người dùng mà có thói quen là check mail trên một cái máy tính nhất định nào đó thì uh, Chúng ta có xu hướng là sử dụng giao thức uh, POP3. Giao thức POP3 thì nó sẽ lấy mail về và lưu trữ mail cục bộ tại uh, máy tính luôn và cho dù máy tính không có mạng thì chúng ta vẫn có thể đọc được cái mail đó. Còn nếu mà chúng ta sử dụng giao thức IMAP uh, e để lấy mail về á thì nó chỉ móc nối tới cái mail server lấy cái bản sao của mail về thôi chứ nó không có xóa những cái mail này trên server. Đó à, do vậy là khi mà cái số lượng mail, cái hộp mail của chúng ta đạt tới cái ngưỡng trên 80% thì nó hay sẽ ra hiện tượng là chúng ta không gửi mail được hoặc là người khác gửi mail chúng ta, chúng ta không nhận được bởi vì đơn giản là hộp mail của chúng ta là không còn cái dung lượng để lưu trữ cái thông tin mail nữa do vậy là thông thường để tránh cái tình huống đó chúng ta nên sử dụng cái giao thức pop 3 để lấy mail về thì uh, muốn hiệu chỉnh cho cái chương trình... Uh, Microsoft Outlook sử dụng POP3 hoặc là IMAP, e chúng ta có thể vào cái phần setting của cái uh, Outlook này để tinh chỉnh. Rồi một cái mô hình khác minh họa cho cái quá trình uh, uh, lấy file về bằng cái giao thức tức là FTP thì FTP là một cái cơ chế cho phép chúng ta là chia sẻ file khá hiệu quả thì ở đây mọi người thấy là chúng ta có một cái FTP server một cái FTP client sẽ đẩy dữ liệu những cái file, những cái tài liệu thông tin của thiết bị này tới một thiết bị tập trung là FTP server và thông qua FTP server mà nó có thể chia sẻ cái tài nguyên lưu trữ của cái server này cho rất nhiều người dùng khác nhau và bên cạnh đó là nó cũng cho phép là những người dùng này có thể chia sẻ được cái tài liệu này, cái file thông tin cho những người dùng khác thông qua vị trí tập trung là FTP uh, server như thế này. Ở uh, thì ai mà biết được cái tài khoản thông tin đăng nhập vào cái FTP server này thì mới lấy được file về. Uh, nó sẽ cung cấp một cái tính năng bảo mật như vậy và một cái sơ đồ khác uh, minh họa cho cái uh, quá trình uh, gửi nhận lướt web của chúng ta. Đối với web server thì chúng ta có thể sử dụng cái chương trình gọi là Apache uh, HTTP server để dựng một cái web server lên và máy tính của chúng ta nó có thể là sử dụng cái giao thức HTTP uh, một cái lệnh uh, gọi là HTTP request để yêu cầu web server tải trang web về và lúc này là uh, máy tính sẽ biên dịch cái uh, thông tin mà nó nhận được thành một cái trang web, một cái giao diện uh, web page hẳn hoi nơi mà chúng ta có thể đọc được thông tin, xem được hình ảnh và thậm chí là xem được những cái video thông qua cái giao diện web bằng cái giao thức là HTTP